Dù nhiều bản án nghiêm khắc đã được thực hiện, một số trường hợp chống người thi hành công vụ trên cả nước vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mới đây nhất, công an quận 5 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam một người đàn ông vi phạm nồng độ cồn rồi hống hách tấn công cảnh sát giao thông. Theo điều tra, tối ngày mùng 8 tháng 11, ông Nguyễn Thanh Cường, 41 tuổi, ngụ tại quận 4, điều khiển xe máy mang biển số thành phố Hồ Chí Minh, chở theo một người khác, cả hai có dấu hiệu say xỉn, chạy loạn choạng trên đường An Dương Vương, phường 8 quận 5. Phát hiện vụ việc, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông chợ lớn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ông Cường dừng xe để kiểm tra. Lúc này, ông Cường không chấp hành mà cao gắt, lớn tiếng đạp ngã xe mô tô đặc trùng, lao vào tấn công, ném nón bảo hiểm vào cảnh sát giao thông. Công an phường 8 quận 5 nhanh chóng có mặt, đưa ông này về phường để giải quyết vụ việc. Tại đây, ông Cường có kết quả đo nồng độ cồn 0,711mg trên 1 lít khí thở tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính ông Cường với các hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg trên 1 lít khí thở, không có giấy phép lái xe, không có giấy đăng ký xe. Lực lượng chức năng sau đó cũng trích xuất camera an ninh, camera trang bị của cảnh sát giao thông để phục vụ công tác điều tra, xử lý người vi phạm theo quy định.